Chào các bác, em đây sóng con máy rửa bát TM5, một cái con máy trong cái phân khúc ngon bổ rẻ lành bền, giá thành hợp lý. Trước này em bán là 3 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Ship hàng toàn quốc. Phí ship đi toàn quốc là 150.000 ạ. Con nào chưa có biến áp thì các bác phải mua thêm cái biến áp nhé, trị giá 500.000. Cái máy này nó sử dụng điện 100V mà, cho nên là phải mua thêm biến áp. Con này thì bên em đã làm hình thức bên ngoài sạch đẹp hết rồi. Phần lưng tôn con này còn khá là phẳng phiu và mới này. Hai bên lưng tôn đẹp, mặt trước làm trắng trèo rồi. Hai bên lưng tôn con này khá là đẹp luôn nhé. Đây là TM5, series là 0050, đời 2011. Các tính năng của máy rửa bát dòng TM này nó giống hệt nhau, rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ, đèn giờ. Các chế độ đèn rửa, thời gian sấy, đây, TM5. Bọn này thì hai cánh mở xuống dưới là chiều cao của nó sẽ là 60 phân bằng chiều thân máy. Chiều ngang này thì tất cả đều 55 phân, chiều dày thì đều 35 phân. Hai tầng rửa bên trong nội thất thì nó khá là giống nhau. Mỗi hàng xếp 6 bát con, hai hàng 12 cái. 6 cái cốc, mình không dùng cốc thì mình có thể xếp thêm bát con. Dưới này thì các bác cũng xếp 6 đến 8 cái đĩa bổ dọc vào đây. Chỗ này cắm đũa thìa, bên này thì là bát tô và xoong nhỏ. 3 tay phun, 1, 2, 3 tay phun, 1 dàn phun phía sau. Hay để bột rửa khanh giác. Tổng thể là máy rửa bát nó như vậy thôi. Tất cả đều rửa với nước nóng máy tự đun. Rửa xong sấy khô diệt khuẩn. Dùng cho gia đình khoảng 6 đến 8 người ăn, từ về mức độ bát đũa nha các bác. Con máy này nó là tiêu chuẩn của 6 người ăn. Em bán là 3 triệu bảo hành 1 năm nhé. Các bác nào có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại này. Các bác ấn đăng ký kênh giúp nhé. Chào các bác.